trực tiếp. Về phong thủy và kiến trúc cái gì? Vâng. Bắt đầu anh nhá. Bây giờ ta lại đến với một công trình này đúng không? Công trình này đã được cái gì dài khoảng 20 mét và rộng 6 mét. Đã được tính toán về mặt phong thủy rất là chu đáo trước khi xây kiến trúc, và hiện nay là đang thi công. Bây giờ thi công đến mặt phần móng rồi. Đây là cái phần móng của công trình. Tức là cái công trình này nó nằm, nếu mà sang hướng vị trí bên tay phải đây, bên tay phải thì trong người ra thì là nhà này được gọi là nhà hai mặt tiền, và cái ngã ba này là phế rộng rất lớn đối với cái ngôi nhà này. Đấy, ngã ba là rộng rất là lớn luôn. Nên là nếu người thầy không tính toán kỹ, không phải nhìn kỹ, thì nó có thể biến ngã ba thành khác. Nếu có thể thay đổi tọa thì có thể biến ngã ba thành gì, thành lộc, tài lộc. Đấy, rất là quan trọng. Thế là đôi khi cái cửa chính bên nào cửa chính bên kia, cái mặt tiền kia thì chính là tiền này, mà cái ngã ba nó biến thành tài sinh nhà mình ấy, thì nó rất là khó. Đó, nhiều người có thể tính sai. Đấy, tất cả cái cuối cùng của nó là để gì, để vượng long, vượng long và làm khí trong ngôi nhà này. Đấy, cái đây về bố cục của ngôi nhà này có gì, có phân ra gồm gì, có nhà xe, bếp này, có thang này, có khách này, và một phòng kinh doanh ở trên cùng ấy. Đó, thì cách bố cục như thế này nó hợp lý với lại nhu cầu gia chủ, và khi bố trí theo cái nhu cầu gia chủ rồi, ta tính toán những cái vị trí đặt cái tầm quan trọng của các vị trí đặt những cái thiết yếu, ví dụ như là vị trí để phốt này, đây là vị trí để phốt đã được đào sẵn và sẽ đặt sau. Còn hệ thống bếp như thế nào thì trong hồ sơ nó cụ thể rồi, thì khi mà lên móng xong á, hoặc lên tầng 1 xong thì người ta rất người thiết kế bộ phận xây dựng người ta sẽ triển khai đúng sau cái bản kiến trúc và cái bản hồ sơ phong thủy. Đấy, nếu mà làm được như thế thì sẽ tốt. Ở ngôi nhà này ấy, nói về mặt phong thủy thì họ đã giải quyết toàn bộ cái vấn đề về phần dưới cùng rồi, tức là khi họ đào móng xong họ đã giải một lớp thạch anh ở dưới cùng rồi, dưới đáy, dưới các móng rồi, và tâm nhà. Khi họ đã để sẵn và chuẩn bị toàn bộ các thạch anh ở đây rồi, và khi nào mà đổ xong móng này, đầm xong lền, họ sẽ đi chấn chạch và giải thạch anh ở mặt lề. Đấy là cái trình tự của gia đình đã chỉnh rất chu đáo rồi, cơ bản là đợi ngày tháng thôi và công trình tiến hành thôi. Thì hôm nay đi qua những công trình mà chúng tôi đã triển khai xem ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi qua công trình mà đã xây dựng, đã thiết kế hồ sơ phong thủy và kiến trúc ở bên công ty của chúng tôi, thì chúng tôi nói thêm về một chút về cái vượng chi vượng cát, cát hung của ngôi nhà, cái gì tạo lên cái cát của ngôi nhà, cái gì tạo lên cái hung của ngôi nhà. Ở đây ấy, chúng ta phải xác định là ngoại cảnh bên ngoài tác động đến ngôi nhà là lộc nhiều nhất, chứ không phải trong nhà này. Tức là nếu nói về phong thủy cao cấp ấy, thì là gì, 70% lộc từ bên ngoài tạo đến, mà lộc từ bên ngoài tạo đến thì lại tạo từ, là cách tạo ra từ bên trong, cách mình tạo ra từ bên trong, có nghĩa là mình có thể tạo ra cái tọa nhà ở đâu để đón cái lộc ở đâu, đấy là quan trọng đó. Thì cái nhà này tôi đã chọn cho cái cách là gì, cách là đón cái tọa ở bên phía bên này để đón lộc ở bên ngã ba này. Như vậy là khi người ta càng di chuyển nhiều, phương tiện càng đi lại nhiều thì ngôi nhà này thì càng nhiều lộc. Đấy, cái mục đích cuối cùng của phong thủy là như thế.